Vợ chồng Lương Triều Vĩ, Lưu Gia Linh, 33 năm không dùng chung nhà vệ sinh. Mặc dù cặp đôi Lương Triều Vĩ, Lưu Gia Linh có tính cách, sở thích trái ngược nhưng cả hai vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh được mệnh danh là cặp đôi vàng trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau 20 năm hẹn hò, cả hai đã tiến tới hôn nhân vào năm 2008. Tính đến nay họ đã có 33 năm bên nhau và hiện tại chưa có con. Tuy nhiên, đây cũng là cặp đôi kỳ lạ, không giống với bao cặp vợ chồng kiểu mẫu khác. Đặc biệt trong suốt khoảng thời gian chung sống họ không dùng chung nhà vệ sinh. Trên TVB, Lưu Gia Linh từng tiết lộ cô ưa sạch sẽ, ngăn nắp còn ông xã thì luộm thuộm, đi làm về thường ném tất mỗi nơi một chiếc, mặc quần áo bẩn đi ngủ. Vì vậy cả hai dùng riêng nhà vệ sinh và tự dọn dẹp trong suốt hơn 30 năm bên nhau. Nữ diễn viên U60 cho biết dần dần thấy phòng tắm của Lương Triều Vĩ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Cô nói, có thể anh ấy học tôi điểm này, nữ diễn viên luôn để chồng tự do và không ép buộc anh thay đổi thói quen. Thậm chí cả về tài chính cả hai cũng độc lập. Lưu Gia Linh cho biết lối sống này khá phù hợp với hai vợ chồng. Cả hai cảm thấy thoải mái khi cho nhau nhiều không gian riêng, chấp nhận nhược điểm của nhau và không bao giờ yêu cầu người kia thay đổi thói quen, tính cách. Mặc dù cũng thường xuyên cãi vã, chiến tranh lạnh với nhau nhưng cô và Lương Triều Vĩ đều tìm ra cách cư xử để đôi bên cảm thấy thoải mái. Về tính cách, cặp đôi khá trái ngược trong khi Lương Triều Vĩ trầm lặng, thích yên tĩnh còn bà xã thì ưa náo nhiệt. Trong suốt 30 năm qua, nam tài tử ít khi đi chơi đêm trong khi bà xã thì thường xuyên tiệc tùng. Có lần, cô dẫn Vân Phi cùng một số người bạn về nhà, Lương Triều Vĩ ngại giao tiếp, chỉ ở phòng. Từ đó, để tránh làm phiền chồng, Lưu Gia Linh không dẫn bạn bè về nhà. Nữ diễn viên cho biết cô đã quen với việc Lương Triều Vĩ im lặng, thường suy nghĩ một mình hoặc đôi khi tự ra nước ngoài sống vài tháng. Cô chọn cách lơ đi cho đến khi chồng chủ động nói chuyện lại. Về công việc, 5 năm qua Lưu Gia Linh còn quản lý thêm việc cho ông xã. Nữ diễn viên phụ trách từ chuyện đàm phán hợp đồng của Lương Triều Vĩ tới việc nhà như sửa phòng ốc, TV. Nhiều khi cô cảm thấy mình giống như người mẹ luôn phải chiều chuộng, bao bọc cho Lương Triều Vĩ. Năm 2016, trong chương trình Up Idol của đài Hồ Đình TV, nữ diễn viên kể lại, khi sửa nhà, chồng tôi sẽ kéo vali đi khỏi. Tới khi nhà sửa xong, sắp xếp đồ đạc xong hết rồi, anh ấy mới chịu về. MC hỏi, vậy chị phải hy sinh nhiều để giữ gìn hôn nhân? Lưu Gia Linh đáp, không phải hy sinh, mà là chúng tôi đều chịu đựng nhau rất nhiều. Chồng cũng chấp nhận nhược điểm của tôi. Trong hôn nhân, một số người kêu ca họ phải nhẫn nhịn chồng hoặc vợ nhưng thực ra, người kia cũng đang chịu đựng bạn. Được biết, trong khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã cùng vượt qua cú sốc khi Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và cưỡng hiếp. Khi Lưu Gia Linh gặp sự cố, Lương Triều Vĩ hủy tất cả công việc. Nam tài tử từng nói với bạn đời, làng giải trí phức tạp quá, chúng mình đi thôi, em muốn đi đâu, anh theo đó. Trong thốt sâu trên QQ năm 2018, Lưu Gia Linh nói, anh ấy cho tôi sức mạnh đi qua hai lần bị chà đạp đó. Lương Triều Vĩ như ngọn núi vững để tôi dựa. Dù thế giới này có làm sao, tôi cũng không sợ, vì tôi có người để dựa. Thời điểm Lưu Gia Linh bị bắt cóc, Lương Triều Vĩ đang dính tin đồn phải lòng nữ diễn Trương Mạn Ngọc trước những tin đồn. Lưu Gia Linh cho biết, những gì tôi biết cũng chỉ là tin đồn trên báo chí. Nếu quả thực anh ấy thích Trương Mạn Ngọc, tôi sẽ chúc mừng anh ấy. Mạn Ngọc là diễn viên xuất sắc mà. Còn Lương Triều Vĩ cũng cho hay, chúng tôi bên nhau mấy chục năm rồi, còn sóng gió nào chưa gặp. Những lời xì xào như thế thường xuất hiện, với tôi, chẳng sao cả. U60, cả hai vợ chồng đều theo đuổi niềm đam mê riêng. Lương Triều Vĩ vẫn đóng phim, đi du lịch, chơi các môn thể thao biển. Trên đài CRHK, tài tử từng nói cuộc sống của anh khá tự tại, có kịch bản phim hay thì đóng, nếu mệt thì nghỉ. Trong khi đó, bà xã Lưu Gia Linh thì đóng phim, làm MC ở Trung Quốc.